Xin chào mọi người, chúc mừng năm mới mọi người. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết ở bên này, còn ở Việt Nam là mùng 2 Tết rồi mọi người ạ. Thì bây giờ là hai vợ chồng mình sẽ đi siêu âm 4D để coi mặt con nha. Sở dĩ tụi mình chọn cái ngày hôm nay á, là ngày mùng 1 đầu năm á, là mình muốn coi mặt con của mình như thế nào. You excited? Excited. Well, hoping she looks like mommy. Yeah, both. Yeah. We'll see. Và mọi người biết không, ở bên này á thì là mình đi bác sĩ á thì thường á người ta không có siêu âm nhiều như ở Việt Nam. Mỗi lần đi khám ở Việt Nam á thì người ta sẽ siêu âm những cái lần khám, lần hẹn, đúng không? Còn bên này thì khác. Thì mỗi lần mình đi khám á thì người ta chỉ cân nặng, cân và đo chiều cao của mẹ, rồi xong tư vấn, rồi hỏi những cái câu hỏi về sức khỏe của mẹ, rồi có những cái tình trạng như kiểu là ốm nghén hay là ăn uống ra sao, rồi người ta sẽ kiểm tra cái lượng đường của mẹ khi mà từ tuần 24 đến tuần 28, kiểu vậy đó. Chủ yếu là mẹ, còn con thì người ta ít siêu âm lắm. Từ bữa giờ là mình qua đây là có 2 lần siêu âm thôi ạ. Hồi ở Việt Nam mà lúc mà đi về mà bầu mới được có 2 tháng á, thì về Việt Nam 3 tuần và đi khám 3 lần, cả 3 lần đều siêu âm hết. Còn khi mà qua đây á, từ bữa giờ là siêu âm có 2 lần thôi. Thì còn ngày hôm nay á, là mình đi dịch vụ ngoài. Ở bên này là bệnh viện ít siêu âm, nhưng mà người ta sẽ có một cái dịch vụ ở bên ngoài, mình trả tiền thêm để mình có thể siêu âm 4D để nghe nhìn thấy con nó rõ hơn đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi đến cái chỗ này và mình sẽ quay cho mọi người coi dịch vụ siêu âm ngoài ở Mỹ nó như thế nào nha. Bữa nay trời nắng đẹp ha. Beautiful today. Bữa nay Tết đó mọi người, thì ở nhà thờ có hội chợ Tết. Mình cũng tính đi nhưng mà mình sợ nhiều người, đông người á, mà mình bầu bí á, mình sợ mệt. Nên là mình đi đến siêu âm xong được tí nữa mình sẽ đi đến nhà chị bạn để ăn Tết vậy thôi. Chứ không có đi hội chợ đi đông người mà lắm. Trước tiên thì hai vợ chồng mình sẽ ghé vào cái quán này để ăn sáng. Thì cứ mỗi 2 tuần á, vợ chồng mình dành cái ngày nghỉ đến đây để ăn sáng này mọi người. Ở đây người ta bán có vịt quay với cả là heo quay rất là ngon luôn. Chúc mừng năm mới mới chịu. Dạ, cho em một cơm thịt quay. Cơm với thịt lại quay. Là dạ, với lại một bánh hỏi vịt quay. Bánh hỏi vịt quay và cơm heo quay. Dạ đúng rồi. Ngược lại. Dạ ngược lại dạ. Thường thì bánh hỏi là heo quay nhưng mà bánh hỏi vịt quay. Rồi sao cũng được, miễn sao có vịt với lại có bánh hỏi đi chung với heo quay. Ờ dạ, ok. Bánh hỏi heo quay, cơm vịt quay. Dạ. Okay. Dạ, thank you. Okay. Bánh hỏi vịt quay. Depends on which one's good today. Mm-hmm. Go ahead, babe. Mọi người ơi, mình ăn xong rồi, cái mình mua thêm 2 pound thịt heo quay về. Ở đây heo quay rất là ngon và giòn luôn mọi người. Đó. Người ta sẽ rặt cái lỗ như thế này này để cho nó khỏi khi về đến nhà nó vẫn còn giòn, nó không có yếu á mọi người. Bắt đầu đi đến cái chỗ siêu âm ha. Hi. Và ở đây á mọi người thấy mấy con gấu bông không? Thì mấy con gấu bông này khi mà mọi người siêu âm xong thì sẽ có cái nhịp tim của em bé. Mọi người có thể bỏ vào trong mấy con gấu bông này, chọn một con rồi mình đem về nhà. Và bên đây á, là quá trời cái hình ảnh của các em bé mà đến đây siêu âm luôn này. Vừa là cái hình ảnh siêu âm 4D với cả là hình ảnh các em bé khi mà chào đời rồi á. Và ở đây bên này thì có người ta, hình như là người ta cũng có dịch vụ để chụp hình em bé newborn nữa.
và chồng mình thì đang làm thủ tục. How are you feeling, Mama? Good. I'm so excited. Yeah, really? Yeah. I don't know if you really look that excited, though. How long has it been since you last saw her? The last ultrasound? The last time were 20 weeks. So it's been a while, yeah, like 2 months, yeah. Yeah. And that was the anatomy scan, right? Yes. Like 30 minutes to an hour, right? Yeah. Thì trước khi mà bước vào siêu âm á, thì anh sẽ hỏi mình một số thông tin về cái lần cuối cùng mà mình đi siêu âm là vào lúc nào. Và sau đó thì anh sẽ giải thích cái trình tự mà anh sẽ siêu âm cho mình. Và cũng giống như là cái package, cái gói mà mình lựa chọn để cho siêu âm ngày hôm nay á, thì sẽ có những cái lợi ích gì và cũng như là được bao nhiêu lần siêu âm nữa mọi người. Thì cái gói mình chọn thì sẽ được siêu âm thêm 2 lần nữa. Và mỗi 2 lần như vậy là cứ cách nhau 2 tuần. Và bây giờ thì bắt đầu mình sẽ xem hình ảnh em bé và anh sẽ giải thích từng cái bộ phận của em bé rồi những cái chi tiết nhỏ. Đó. She's looking away from us. And again, I'm gonna randomly just point stuff out, okay? I'm not gonna hold it. I'll be straight with you guys. Do not exaggerate anything I say. Yeah, so check this out. That's her ear right there. So she's looking away from us. Right here, this is her ear. This is her head right here, and this is her spine coming out. I can tell you now, her ears stick out a little bit. Yeah. But here's the fun fact about ears. The ear traits are not from you guys. We get it from our grandparents, so it skips one generation. It's gonna be one of your parents' ears. Go okay. Home and check to see who has the thick lobes. So, yeah. Yeah, so that's cute, got right? Big ears, huh? And this is her face right here. I'm gonna press a little bit firm, okay, Jang? Right here, check this out. First 3D is gonna be a side of her face here. And check this out. She's looking this way, okay? And that's her face right there. She's a nose. Bit chubby. Yeah. Look at that nose. Yeah. Let me get a better shot of the nose. I think it's an off angle. I'll get a better shot here. Check this out. Okay. Yeah, she's beautiful. She's not happy. Oh, come on. We woke her up, yeah. So what's up? I'm gonna jump into HD Live. So the newest technology of 3D ultrasound is called HD Live. We have the best machine in the state of Washington, guys. Look how cute this is. You see how everything's in the shadow on this side? Yeah. I can actually fix that. The coolest thing with this HD Live technology, you can do a lot of editing, and check this out. Ignore this. The thing that's and then the chin. The chin is very small. I feel like the chin bone is just very petite. Lips are beautiful, but here's the cool thing. The mouth is small though. So you got a good trade-off. You got small mouth, big lips. And the shapely base mouth is beautiful. Most of us have this. I would say about 75 of humans have this. This dip in the top lip right here. Okay. It's called a Cupid's bow. It's like a shape of a bow and arrow, like an M shape. Because of that, your baby has a heart-shaped mouth. Okay. See that beautiful mouth? Yeah. Which one of you have a second toe that is longer than the first toe? I think both it's of us. It's called a more. That's her foot right on her forehead there. Check this out. Oh, Kaya, beautiful name, guys. Yeah, look at this picture here. Look how beautiful that is. Yeah, so she is chubby. Yeah. Oh, look at how chubby this picture is. She smiles. She smiles. Yeah. Really? Look how cute this is. Aww. I'm here. You see this right here? So her chin is buried into her chest, and those are fat rolls. Aww. Right there. Yeah. So, yeah. Look how cute this is. Yeah. She's smiling. I'm sorry, guys. That's a nipple. Oh, yeah. Oh my god. Yeah. 착 뭔가 뭐 이카야. 어 찍고 나 봐요, guys. Yeah. 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 Oh, look at this here. Oh, she has a belly too. Right there. Yeah. She's eating good, guys. This is good news right here. Let's try something else. She, look at that. See that second toe is so evident as well as the first toe. But she also, a good thing is she also has narrow feet, not wide feet. Yeah, that's easier to buy shoes. Yeah, so. Okay. I'm gonna press a little bit firm here. And then right here's her face. And that's the umbilical cord there, right in front of her face. No worries where it is. It doesn't affect that. Your baby can't harm it. Yeah, so check this out. So right in front of the face. Is that Mila? She's holding her cheek on this side, right here. Yeah, like this.
I think she's grumpy because she hears a voice she's not used to. Yeah. I can be a little bit energetic too, yeah. So I'm disturbing her sleep too. That's good. Oh. Look at that, yeah. I love this, yeah. If you see these bumps on the forehead right here, yeah, that's all hair. Oh. Yeah, she has like bangs coming down her head already. Right. Look how cute is it. But I'm telling you, this nose is the best thing about her. Check out this nose right there. Change the lighting here. Look at this nose. She's just so sleepy. You sleeping? Yeah, she's very chill today. She's not moving too much. Yeah, it's just very sleepy, I guess. Yeah. And then look at this here. That's her butt all the way over here. Oh, she just kicked me hard there. Yeah. She'll kick it. Yeah. So let's see if I can get her to turn here. The ear. Yeah. Aw. She turned away from us. Yeah. Yeah. Look how clear this ear is. Yeah. That's your baby's ear. That's the daddy. Let's see what kind of lobe this is. Yeah. You got daddy. I think it's a attached lobe. Yeah. And that's the more common one. The detached is 20%. This is 80% of people. Yeah. So. Okay. Wow, Kaya Ein Oi. Look at that. She's scratching her eyes. So babies do that because they're sleepy. Yeah, even yeah. At the birth, you'll see them rub their eyes because they're sleepy. She's very sleepy. Yeah. The digits. Long toes, long fingers. Look how long these fingers are. Yeah. They call these piano playing fingers. Yeah, very, yeah. But, she just punched me. Look at her kicking you. Yeah, I know. Yeah. Oh. Look at those rolls down her side. Those are fat rolls. Oh. Yeah, let's do that. There you go. That's down her left armpit here. That's her spine. Okay. Look at these rolls. Oh. Fat rolls. I count like almost 8, 9, 10 rolls. Yeah. So, yeah. This is too cute. Right, let's go back on this side. Yeah. So, yeah. I'm gonna get a heart real quick here. Let's get 10 seconds so I can record that into the bear, animal of your choice. Right there, got it. Listen to how even this is. Oh, she moved. I'll give it a better angle. She moved. Oh, I felt that. Yeah, let me get a better angle. She is quite. Once she wakes up, she's gonna get really. Yeah, and she's already punching me. I can't imagine her fully awake. I love this. It's very even. Yeah. That's very strong. Let me get a few more seconds there, and I'll use that for the animal. Such a good heartbeat. Let's see how fast that is. Yeah. I'm getting about. Different than normal. Yeah, she sleeps. Even I call her, she's not. Oh, yeah. And babies do get a bit lazier. Đó, xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi về nha. Nè, dễ thương không? Giờ người ta sẽ in ra. Đây quá trời đồ. Ở gì? Hình của con nít luôn. Full luôn. Cool, huh? It's cool. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ coi những cái hình ảnh này người ta chụp lại đi cho mình này. Đó, cưng xỉu không? Cưng không? Có một tấm cười nữa. She might have my nose a little bit. But it is a little flat, looks like. Smiling. Nó cười kìa. Cái mũi á, là tùy góc chụp. Góc này thì mũi giống mình nè. Mũi châu Á. Còn mà cái góc mà góc nghiêng á, thì lại mũi lại cao. Cái người mà siêu âm á kêu là bây giờ mũi cũng chưa biết được là giống ba hay giống mẹ, nhưng mà có vẻ như là cũng hơi hơi cao chứ cũng không có cao lắm. Này này, cái góc này thì lại cao, đúng không? Tùy theo góc. À, dễ thương quá à. Mà người ta kêu là bé rất là mập. Rất mập. Cái hai cái má phúng phính. Uno cười đểu. You see how the way she smiles? Very. Like you. Well, when she might have dimples for sure. Cười đểu nè. You know when she smiled, right? Yeah. When you're talking to her.
I know. But she's sleepy. Yeah, that's the only time she smiles. Và đây á, là người ta sẽ cho mình một cái túi này. Và túi này ở trong này là có sữa free luôn mọi người. Nói chung là bao gồm cái combo đó. Là cái combo này là 230 đô nha. Và mình schedule 2 lần hẹn nữa. Rồi này trong này là cái sữa cho em bé. Hả? Rồi tặng nguyên cái túi luôn. Không biết bao nhiêu hộp trong này thì không biết nữa. Để tí về mở ra mới biết. Rồi cái con này có nhịp tim trong á. Đập. Đó. Mình chọn con thỏ tại vì mình thích con thỏ. And then, can I see this? Cái này là video này mọi người. It's a video of the whole session. Yeah. Đó. It's the photos. Photo. And then what else? And then this is because you already told somebody to come. Oh yeah. So I think they gave you a gift. Dear mom, you recent referral. Thank you, Trinity. I'm a job. Yep, $10. They gave you $10. Thì tại vì là cái này á là cái quà riêng bonus cho mình. Tại vì là khách của mình cũng có bầu với mình cùng một thời gian luôn. Thì mình biết cái chỗ này trước, xong rồi mình mới recommend cho cổ đến đây để mà làm siêu âm á. Cái cổ đến, người ta mới hỏi là ai giới thiệu cổ đến, thì cổ mới kêu là tên mình á. Thì bây giờ mình đến thì người ta cho mình cái gift card 10 đô, coi như là cái món quà để cảm ơn vậy đó. The tiny one, earlier they gave it to you. The USB with all the photos. All the photos? Yep. And then you bring that back with you and then they'll put more photos on. Cái này là USB này mọi người, USB mà người ta làm hình em bé cưng không? Thì trong này có tất cả các cái hình ảnh của em bé. Thì lần sau á, mình đến nữa thì người ta sẽ bỏ tiếp hình ảnh vô trong cái USB này. Mình sẽ giữ mãi mãi luôn. Rất là dễ thương. Thì mình nghĩ là 230 đô mà được 3 lần coi em bé 4D rồi. Có những món quà như thế này á, sữa rồi, quà tặng USB rồi, video đồ là cũng ok ha mọi người. Cũng ok đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi ăn Tết nhà cái chị bạn. Ok, let's go. Đó mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ ăn Tết nha. Và mình cũng sẽ dừng cái video này tại đây, tại đến nhà người ta ăn Tết nên là mình không tiện quay á mọi người. Mình chỉ quay một xí những cái đồ ăn mà tụi mình sẽ ăn này ở bên Mỹ, nhưng mà cũng có bạn ở Việt Nam xong rồi qua ăn Tết cho nó vui, cho nó ấm cúng, cho nó có không khí Tết đó mọi người. Rồi ngày mai, ngày mốt lại đi làm lại. Bữa nay mình dành 2 ngày nghỉ cho chồng mình luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ dừng cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Happy New Year.